Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bài 36 tiết 2. Trước hết là các em làm bài tập số 1, điền số tích hợp vào các ô trống. Câu A, 1 cm vuông bằng bao nhiêu mm vuông? Rồi, trước hết là các em phải nhớ được thứ tự các đơn vị đo diện tích. Mét vuông, decimét vuông, centimét vuông, rồi mới đến milimét vuông. Các đơn vị đo diện tích được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Các em phải nhớ thứ tự này nha. Các em mà nhớ sai là chúng ta sẽ đổi sai. 1 cm vuông bằng bao nhiêu milimét vuông? 1 cm vuông, các em viết số 1 và cột cm vuông. Ở đây cứ mỗi ô thì các em viết thêm hai chữ số 0. Trong bảng đơn vị đo độ dài thì cứ mỗi ô các em viết thêm một chữ số 0. Nhưng trong bảng đơn vị đo diện tích thì cứ mỗi ô các em viết thêm hai chữ số 0. Rồi, các em điền vào ô trống là 100. 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. 1 decimét vuông. 1 decimét vuông bằng bao nhiêu cm vuông? À, bằng 100 cm vuông. 1 mét vuông bằng 100 decimét vuông. Rồi, 1 cm vuông bằng 100 mm vuông. Ta có thể nói ngược lại, 100 mm vuông bằng 1 cm vuông. 1 decimét vuông bằng 100 cm vuông. Chúng ta có thể nói ngược lại, 100 cm vuông bằng 1 decimét vuông. Tiếp theo là 1 mét vuông. 1 mét vuông bằng 100 decimét vuông bằng 10.000 cm vuông. 10.000 cm vuông. Các em nhớ là cứ mỗi ô các em viết thêm hai chữ số 0. Câu B, 2 cm vuông bằng bao nhiêu mm vuông? Các em nhớ thứ tự nha. 2 cm vuông, các em viết số 2 vào cột cm vuông. Rồi, cứ mỗi ô các em viết thêm hai chữ số 0. Như vậy là bằng 200 mm vuông. 4 decimét vuông. 4 decimét vuông bằng 400 cm vuông. 3 mét vuông. 3 mét vuông bằng 300 decimét vuông. Bằng 30.000 cm vuông. 30.000 cm vuông. 5 mét vuông. 5 mét vuông bằng 500 decimét vuông. Bằng 50.000 cm vuông. 50.000 cm vuông. 1 decimét vuông bằng 100 cm vuông. 1 decimét vuông bằng 100 cm vuông. Các em lấy 100 cm vuông cộng thêm 6 cm vuông nữa. Cộng thêm 6 nữa thì bằng 106 cm vuông. 106. 1 mét vuông bằng 100 decimét vuông. Bằng 100 decimét vuông. Các em lấy 100 decimét vuông này, các em cộng thêm 5 decimét vuông nữa. 100 cộng thêm 5 nữa bằng 105. 105 decimét vuông. Câu C, 1 phút. À, 1 phút thì bằng 60 giây.
Cái này ai cũng biết đúng không? 1 phút bằng 60 giây. 1 phút 30 giây. Thì game lấy 60 giây. Cộng thêm 30 giây nữa. 60 cộng 30 bằng 90. 90 giây. Một thế kỷ thì bằng 100 năm. Chúng ta có thể nói ngược lại, 100 năm bằng một thế kỷ. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2, các em điền số tích hợp vào các ô trống. Câu E: 20 mm vuông cộng 30 mm vuông. Thì các em lấy 20 cộng 30. Cùng đơn vị đo thì các em cứ lấy số cộng với số thôi. 20 cộng 30 bằng 50 mm vuông. Rồi, 36 cm vuông trừ 17 cm vuông. Các em lấy 36 trừ 17 bằng 19 cm vuông. Câu B: 6 mét vuông nhân 4. Thì các em lấy 6 nhân 4 bằng 24 mét vuông. 30 decimet vuông chia cho 5. Các em lấy 30 chia cho 5 bằng 6. 6 decimet vuông. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Các em điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng. Câu E: 2 cm vuông 50 mm vuông so sánh với 250 mm vuông. Để so sánh được thì hai bên phải cùng đơn vị đo. Các em nhớ là chúng ta đổi ra đơn vị bé nhất cho nó thuận tiện. Cụ thể ở đây các em đổi hết ra đơn vị mm vuông. 2 cm vuông bằng 200 mm vuông. 200 mm vuông mà cộng thêm 50 mm vuông nữa thì bằng 250 mm vuông. Bên này cũng là 250 mm vuông. Vậy hai bên bằng nhau. Câu B: 3 decimet vuông 90 cm vuông. Kem đổi hết ra cm vuông cho nó thuận tiện. 3 decimet vuông 90 cm vuông so sánh với 4 decimet vuông. Kem đổi hết ra cm vuông cho nó thuận tiện. 3 decimet vuông bằng 300 cm vuông. 300 cộng thêm 90 nữa bằng 390 cm vuông. 4 decimet vuông bằng 400 cm vuông. 390 thì nhỏ hơn 400. Vậy các em điền dấu nhỏ hơn. Tương tự câu C: 2 mét vuông 5 decimet vuông. 2 mét vuông 5 decimet vuông so sánh với 250 decimet vuông. Các em đổi hết ra decimet vuông. 2 mét vuông bằng 200 decimet vuông. 200 cộng thêm 5 nữa bằng 205. 205 so sánh với 250 thì 205 bé hơn. Các em điền dấu bé hơn. Tiếp theo các em sang bài tập số 4, em hãy dùng thước đo góc để đo rồi viết số đo các góc đỉnh B cạnh BA, BM và góc đỉnh M cạnh MA, MC. Rồi trước hết là chúng ta đo góc đỉnh B. Góc đỉnh B đây, cạnh BA, BM đây, chính là góc này. Thầy giáo nhắc lại cách đo. Các em đặt thước đo góc sao cho tâm của thước đây, trùng với đỉnh B của góc. Rồi tiếp theo là các em chỉnh thước sao cho cạnh thứ nhất của góc nó đi qua vạch không của thước. Cạnh thứ nhất của góc, cụ thể là ở đây là cạnh BM, nó đi qua vạch không của thước. Bây giờ các em quan sát xem cạnh còn lại của góc
tức là cạnh BE nó đi qua vạch nào. Các em chú ý là cái vạch không nó ở hàng số dưới, thì khi đọc số đo các em cũng đọc số đo ở hàng số dưới. Ta thấy cạnh còn lại của góc là cạnh BE nó đi qua vạch 60. Như vậy góc đỉnh B cạnh BA BM bằng 60 độ. Góc đỉnh B cạnh BA BM bằng 60 độ. Được chưa? Góc đỉnh M cạnh MA MC chính là góc này. Rồi. Các em đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh M. Cạnh thứ nhất của góc đi qua vạch không của thước. Bây giờ các em quan sát xem là cạnh còn lại của góc nó đi qua vạch nào của thước. À, nó đi qua vạch 120. Ở đây vạch không nó ở hàng số dưới, thì khi đọc số đo các em cũng phải đọc số đo ở hàng số dưới, tức là 120. Vậy góc đỉnh M cạnh MAMC bằng 120 độ. Góc đỉnh M cạnh MAMC bằng 120 độ. Được chưa? Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Mảnh đất trồng rau hình chữ nhật có chiều dài là 15 mét. Chiều dài hơn chiều rộng là 6 mét. Tính diện tích của mảnh đất đó. À, mảnh đất trồng rau nó có dạng hình chữ nhật. Muốn tính diện tích của mảnh đất trồng rau thì các em tính diện tích của hình chữ nhật. Các em nhớ lại cách tính diện tích của hình chữ nhật. Ta lấy chiều dài nhân chiều rộng cùng đơn vị đo. Ở đây chiều dài là 15 mét rồi, chiều rộng chúng ta chưa biết. Vậy là chúng ta phải tính chiều rộng trước. Chiều dài hơn chiều rộng là 6 mét. Tức là chiều dài trừ đi chiều rộng bằng 6. Chiều dài là 15 này, trừ đi chiều rộng chưa biết này, bằng 6. 15 trừ đi số nào thì bằng 6. À, muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. Tức là ta lấy 15 trừ đi 6 bằng 9. Được chưa? Các em lấy 15 trừ đi 6. Như vậy, chiều rộng của mảnh đất trồng rau là 15 trừ 6 bằng 9 mét. Diện tích của mảnh đất đó là chiều dài nhân chiều rộng 15 nhân 9 bằng 135. Cạnh có đơn vị đo là mét, thì diện tích có đơn vị đo là mét vuông. Rồi đáp số là 135 mét vuông. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.